Nếu như bạn đang cảm thấy bế tắc trong công việc, cảm thấy là bạn sẵn sàng cống hiến thêm thời gian, cống hiến thêm công sức để mà kiếm tiền nhưng mà vẫn không được, thì bạn đến đúng chỗ rồi đó. Video này dành cho bạn. Nếu mà các bạn dành thời gian ra để coi hết video này thì mình nghĩ là các bạn sẽ có thêm một góc nhìn khác về chuyện các bạn kiếm tiền. Làm thế nào để bạn có thể kiếm tiền theo ý bạn và không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai, không phụ thuộc vào bạn bè của bạn, không phụ thuộc vào đồng nghiệp của bạn, không phụ thuộc vào sếp của bạn. Mình muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình, lý do vì sao mà mình không đi làm mà mình lại làm kinh doanh, và lý do vì sao mà mình làm kênh YouTube này, và quan trọng hơn hết là vì sao mà mình nghĩ là các bạn cũng nên làm như vậy. Ok, thì đầu tiên á, cho mình hỏi là các bạn có bao giờ cảm thấy là cái chuyện kiếm tiền của bạn bị giới hạn bởi một ai đó? Bạn muốn kiếm thêm tiền, bạn sẵn sàng cống hiến hơn, làm nhiều hơn, bỏ nhiều thời gian hơn, nhưng không được, tiền nó vẫn vậy, sếp bạn vẫn không cho lên lương. Thì đó là sếp của bạn quyết định cái việc kiếm tiền của bạn. Hoặc là bạn là học sinh sinh viên, bạn sẵn sàng, bạn muốn dỏ thời gian ra để mà đi làm, đi tìm việc nhưng mà không ai nhận bạn hết, thì đó là nhà tuyển dụng bên HR họ quyết định cái chuyện kiếm tiền của bạn. Thì lúc nào á cũng có một ai đó ở trên, họ in check, họ nắm giữ cái vận mệnh của bạn. Người ta đồng ý, người ta ok thì bạn có thêm tiền, còn người ta mà không đồng ý thì chịu. Hoặc thậm chí là giống như bạn này mà nói gửi câu hỏi về cho mình nè, mà bạn này đang du học ở Nhật. Em đang là du học sinh điều dưỡng ở Nhật Bản, khóa học của em được chi trả 100% học phí, nhưng hiện tại sau khi sang Nhật thì các sếp thấy sức khỏe và sự linh động trong công việc của em không có, cho nên họ đang muốn hủy hợp đồng và vào tháng 10 này em sẽ phải trở về Việt Nam. Do hồi nhỏ em bị té, chấn thương sọ não và liệt nửa người, may mắn lắm mới cứu được, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là sự tư duy về đầu óc của em. Các bạn thấy không, bạn này bạn đó đã cố gắng bao nhiêu, bạn đó đã vượt qua bao nhiêu thứ, đã vượt qua được chuyện chấn thương sọ não, chuyện bị liệt nửa người để đi du học Nhật Bản và được người ta tài trợ 100% học phí, đã được nhận rồi, đã qua tới Nhật Bản luôn rồi. Sau đó một ai đó ở bên đó họ quyết định là thôi về đi, không cho. Đây là ví dụ điển hình của việc là một ai đó, một yếu tố nào đó mà bạn không thể kiểm soát được, họ quyết định cái chuyện kiếm tiền của bạn, họ quyết định là bạn kiếm được bao nhiêu tiền và khi nào mà bạn có thể kiếm được. Và nếu mà bạn nào đã đi làm rồi thì mình khá chắc là bạn cũng đã nhận ra chuyện đó. Thường thì đó sẽ là sếp của bạn quyết định lương của bạn, quyết định cái khả năng kiếm tiền của bạn. Bạn có cố gắng thêm, có dành thêm thời gian cho công việc cũng chưa chắc là người ta tăng lương cho bạn. Còn nếu mà bạn làm quá lên, bạn đỏng đảnh lên thì người ta tìm người khác thế chỗ bạn. Có thể bạn cũng có suy nghĩ là à thì bây giờ mình bỏ việc chỗ này tìm việc chỗ khác, nhưng mà bạn lại lo lắng là không biết cái chỗ mới lương nó có cao hơn chỗ này hay không. Chưa kể là bạn lo lắng là không biết tới bao giờ bạn mới tìm được cái công việc tiếp theo đó, đúng không? Thì mình cũng từng có cái cảm giác giống như các bạn. Thậm chí là mình còn trải nghiệm cái cảm giác đó từ rất là sớm nữa. Thì ngày xưa ba mình là tài xế cho một cái trường quốc tế, là nhân viên trong trường, rất là tâm huyết, đi làm rất là đều đặn. Mình nhớ là hồi xưa kiểu như nhà mình cái cửa ở đây, mình ngủ ngay sát cái cửa, thì cứ đúng 5 giờ sáng là xách xe đi làm, 5 giờ chiều về, 5 giờ sáng xách xe đi làm, 5 giờ chiều là every day like clockwork. Mình không nhớ được là có ngày nào mà ba mình xin nghỉ để mà làm một cái gì đó cá nhân không nữa. Tận tụy như vậy, what could go wrong? Chuyện gì có thể xảy ra được? Yes, nó vẫn xảy ra. Một ngày nào đó trường đó họ thay đổi cái management, hình như là họ đổi chủ á, họ tái cấu trúc lại công ty, thì ba mình bị ra khỏi biên chế, tức là bị cho nghỉ việc các bạn. Lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà mình vẫn cảm thấy được một cái áp lực nó đè lên trên cái gia đình mình. Mình vẫn cảm thấy là ba mình ổng rất là lo lắng, tại vì là trụ cột của gia đình mà, cho nên là lo lắng là không biết làm thế nào để mà có tiền để mà trang trải gia đình. Thì lúc đó mình còn nhỏ, nhưng mà tại vì cái sự kiện nó khá là lớn á, cho nên là lúc đó mình nhìn mình suy nghĩ kiểu như làm thế nào mà một người họ đi làm đều đặn như vậy, họ tận tụy như vậy mà vẫn có thể bị cho nghỉ việc được. Vậy thì sau này á, mình cần phải làm thêm cái gì nữa để cái chuyện đó nó không xảy ra với mình. Thì cái thời điểm đó cũng là cái thời gian mà mình bắt đầu mình đọc sách self-help, rồi kiểu như sách về kinh doanh. Thì mình cũng nhận ra là à, không phải là bạn cứ chăm chỉ đi làm, bạn cứ tận tụy với công việc là cuộc sống của bạn nó sẽ ổn định. Khi mà bạn đi làm á, sẽ có một ai đó ở trên, họ có thể ra những cái quyết định tác động đến cuộc sống của bạn. Mình nói đây á không có nghĩa là những cái người ở trên đó là họ người xấu, không phải sếp của bạn là xấu, nhưng mà tại vì á đây là cuộc sống, ai họ cũng muốn đưa ra những cái quyết định tốt nhất cho cá nhân của họ. Mình cũng vậy, bạn cũng vậy, và người ta cũng vậy. Ở đây á không phải mình nói ra để mà mọi người đánh giá là tốt hay xấu, nhưng mà để các bạn nhìn thấy á là nếu mà các bạn để cho một ai đó họ có thể tác động được đến cuộc sống của bạn tới mức như vậy thì nó sẽ rất khó để bạn có được một cái tự do và có được một cái ổn định trong cuộc sống mà bạn muốn, đúng không? Thì sau cái sự kiện đó, mặc dù là còn rất nhỏ nhưng mà nó gieo vào đầu mình một cái nghĩ là không để bị phụ thuộc. Nói vậy nhưng mà thời điểm đó mình là học sinh, tiền bạc đâu có phải lo gì đâu, ba mẹ lo hết, có đi làm này kia đâu mà nghĩ tới chuyện đuổi việc này kia. Cho tới khi
cái chuyện đó nó xảy ra với mình. Thì sau khi mà mình qua Úc tầm 1 năm á, thì mình được gọi đi phỏng vấn ở một cái công ty về superannuation, tức là công ty về quỹ lương hưu. Công ty này thuộc một trong 4 ngân hàng lớn nhất của Úc, rất là legit. Mình rất là muốn có cái job này, mình rất là đầu tư, mình đầu tư thời gian để mà hả tập cách viết CV nè, tập cách phỏng vấn nè, xong rồi mình còn đầu tư mua một bộ suit, bộ vest để mà đi phỏng vấn. Không có tiền tiết kiệm mua một bộ vest 100 đô mà mặc cho nó rộng quá, xong phải đem đi sửa hết 85 đô nữa. Sửa đồ nước ngoài mắc lắm các bạn, thấy đầu tư không? Xong rồi mình đi phỏng vấn, mình đậu, người ta còn khen mình là trong những thằng candidate thì mình là thằng trả lời phỏng vấn tốt nhất. Of course I am, đầu tư chuẩn bị kỹ quá mà. Xong mình mới vô được 4 tuần, công ty tuyên bố chuẩn bị đóng cửa. Kiểu what the fuck. Nguyên nhân là vì hai ngân hàng lớn ở Úc á, nó sáp nhập hai cái mảng superannuation lại với nhau, cho nên là nó hợp cái phần quản lý lại để mà tiết kiệm chi phí. Thì công ty mà mình đang thực tập đó là công ty thuộc diện sẽ bị cắt giảm. Cái mình kiểu what the fuck, mới vô được mấy tuần nhưng mà bây giờ sao giờ? Thì mình cũng thực tập hết cái kỳ đó rồi mình nghỉ thôi. Nhưng mà kiểu ngay cái thời điểm đó, cái ký ức nó ùa về, nó kiểu wow, cái chuyện này nó đang xảy ra với mình nè. Cái chuyện mà một ai đó ở trên họ quyết định và họ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, cái chuyện đó nó đang xảy ra với mình luôn nè. Mình kiểu như oh wow, tới sớm dữ. Sau vụ thực tập đó thì một thời gian sau thì mình đi làm marketing ở một công ty về delivery, về vận chuyển. Thì công ty này á là một công ty khá là lâu đời rồi, họ đã có khách hàng nhất định rồi. Và trước khi mà mình vào công ty á, và họ bán cái công ty này lại cho một người chủ mới. Cả những gì mình nói sau đây là ý kiến cá nhân của mình, mình không có arrogant đủ để mà kiểu như 100% chính xác tao đúng thằng đó sai. Nhưng mà ý kiến cá nhân của mình đó là cái anh chủ mới này là một người không biết làm kinh doanh. Thì theo như mình thấy thì giống như là gia đình của ảnh có nhiều tiền quá, cho nên là mua đại một cái business cho ảnh vận hành, chứ họ cũng không quan tâm. Thì khi mà ảnh check over cái company này á, thì ảnh tập trung công ty vào những cái không quan trọng, ảnh đưa ra những cái quyết định sai lầm, trong đó có thể bao gồm cả việc ảnh tuyển mình. Thì rốt cuộc là công ty đi xuống thua lỗ, gần cả 100 người mất việc. Mà cái tệ hơn là có những người là họ đã gắn bó với công ty này từ rất lâu rồi các bạn, họ đã lớn tuổi rồi, họ đã làm mấy chục năm ở công ty này rồi. Ví dụ như mình đi, mình mới, mình còn trẻ, mình có thể dễ dàng đi tìm việc chỗ khác được. Còn có những người là họ đã làm từ rất lâu rồi, họ quá quen với công ty này rồi, rất là khó để họ có thể đi ra và họ tìm được một cái việc khác. Thế là lại một lần nữa ký ức lại ô về, lại là một thằng ngu nào đó ở trên ra một quyết định và làm cho tất cả mọi người mất việc. Cái lúc đó mình mới suy nghĩ, nếu mà lúc nào cũng có một thằng ngu nào đó vì nó mà nó hủy hoại hết cuộc sống của tất cả mọi người khác, thì mình muốn thằng ngu đó là mình. Thà phụ người chứ không để người phụ. Thà là mình là thằng ra quyết định, mình ngu, mình sai, và mình và tất cả mọi người khác chịu hậu quả, ít nhất mình biết đó là cái lỗi do mình, còn hơn là để một thằng khác nó ra quyết định và mình phải là thằng chịu cái hậu quả của nó. Cho nên là từ đó mình không tin vào chuyện là đi làm cho người khác nữa các bạn. Sẽ có một số bạn á, là các bạn cảm thấy cái việc mà các bạn đi làm, các bạn nhận lương được mỗi tháng đều đặn như vậy á, nó là ổn định. Còn đối với mình á, thì mình cảm thấy cái chuyện kinh doanh nó lại là ổn định, tại vì mình là người kiểm soát cái chuyện kinh doanh đó chứ không phải là người khác. Và mình nghĩ á, nếu các bạn đi làm á, thì cái tự do và tài chính của bạn sẽ luôn bị phụ thuộc vào một ai khác. Bất kể là bạn làm công việc nào, bất kể là bạn làm công việc entry level job, làm intern hay là bạn là CEO, tại vì CEO vẫn là bạn đi làm cho công ty đó, và chủ doanh nghiệp mới thật sự là boss, là trên cùng. Now, chúng ta đang sống trong thị trường tự do, bạn nghỉ việc thì bạn đi tìm việc mới. But keep in mind, khi mà bạn càng lớn, bạn càng ít linh hoạt, cái khả năng cạnh tranh của bạn nó sẽ càng thấp. Bạn càng làm lâu trong một cái công ty thì bạn quá quen với cái công ty đó rồi, bạn sẽ cảm thấy không an toàn khi mà bạn chỉ đơn giản là nghĩ tới chuyện là bạn tìm việc khác thôi á, chứ chưa phải là bạn đi ra việc khác thiệt nữa. Bạn nghĩ tới thôi là đã thấy không an toàn rồi. Đó là lý do vì sao nếu mà các bạn để ý là những người họ lớn tuổi rồi á, họ không có tìm việc chỗ khác. Mình đang nói không tìm việc ở đây á, là thậm chí là họ không lên trên thị trường, lên trên mấy trang web để mà tìm thử coi là cùng với công việc của họ, những công ty khác họ có offer lương cao hơn không. Tại vì người ta ưu tiên cho sự ổn định, người ta quá quen với cái công việc của người ta rồi, người ta chỉ muốn cố thủ ở cái vị trí này thôi. Sẽ có bạn suy nghĩ là người ta làm càng lâu thì người ta càng có nhiều năm kinh nghiệm, người ta càng dễ tìm việc được chứ. Cũng đúng, nhưng mà cái đó tùy trường hợp. Cùng đi làm 10 năm, sẽ có người có 10 năm kinh nghiệm và sẽ có người có 1 năm kinh nghiệm được lặp lại 10 lần. Có một sự khác biệt nha. Đặc biệt là nếu mà các bạn làm những cái công việc lặp đi lặp lại, những cái công việc mà dễ dàng bị thay thế, không ai cho bạn cái cơ hội để mà bạn thử làm những cái công việc khác hết, thì cẩn thận là bạn có thể trong trường hợp là 1 năm kinh nghiệm được lặp lại 10 lần á. Thì 1 năm kinh nghiệm được lặp lại 10 lần nó cũng y chang như là 1 năm kinh nghiệm thôi à. Một ai đó có 1 năm kinh nghiệm họ vẫn có thể dễ dàng thay thế bạn được. Now, mình nói những cái này không phải là mình khuyên tất cả mọi người là ơ đi kinh doanh hết đi, đừng đi làm nữa. Cái chuyện kinh doanh nó sẽ có người hợp, có người không, mà mình
mình cũng kinh doanh, mình cũng cần nhân viên các bạn. Và không phải là kinh doanh thì không có boss đâu, không phải không có sếp đâu, sếp là khách hàng á. Nhưng mà từ cá nhân mình thì mình nghĩ là tìm khách hàng nó sẽ dễ hơn là tìm thật sự là một người sếp mới, đúng không? Thì quay trở lại á, là cho dù bạn có làm gì á thì bạn vẫn nên suy nghĩ về chuyện đó một tí. Khi mà bạn đi làm á thì cái thu nhập của bạn nó sẽ bị phụ thuộc vào một cá nhân, một yếu tố nào đó, và bạn cần phải tìm cách để diversify cái thu nhập của bạn ra, hạn chế cái ảnh hưởng của người đó lên trên cái thu nhập chính của bạn cũng như là lên trên cả cuộc sống của bạn và gia đình bạn. Và bằng cách nào thì quay trở lại là lý do tại sao mà mình làm YouTube. Thì sau khi mà những cái hành trình đi làm thất bại đó thì mình quay mình kinh doanh, mình bán Amazon FBA với lại mình bán spot kẹt ở trên eBay, thì mình cũng mua đi bán lại, mua thấp bán cao. Nó cũng tương tự với việc như là các bạn lấy hàng từ bên Trung Quốc xong rồi các bạn đem về Việt Nam các bạn bán vậy á. Thì cơ bản là cái mặt hàng đó nó không có khác biệt nhiều, nhiều người có thể có được. Và thật sự là hàng hóa bây giờ nó đâu có khác biệt nhiều đâu các bạn, nó cũng chỉ có nhiêu đó, nó xào đi xào lại. Thì khi mà mình kinh doanh những cái này mình mới nhận ra có những cái hạn chế. Tức là đầu tiên là mình bị hạn chế bởi đối thủ, tại vì cùng một cái mặt hàng, nếu mà những cái đối thủ của mình họ cũng cùng bán mặt hàng đó và họ để cái giá thấp thì bắt buộc là mình phải để cái giá thấp theo họ để mà có thể bán được. Cái nữa là mình bị hạn chế bởi cái platform đó, mình bị phụ thuộc, mình phải chơi theo luật của cái nền tảng đó. Ví dụ khi mà mình bán spot kẹt là thẻ thể thao trên eBay đi, thì mình đặt ra là không được refund, tại vì cái thẻ kẹt đó trong thời gian ngắn cái giá có thể tăng lên tăng xuống rất là nhanh, thì mình set là không cho refund. Nhưng mà có những người khách hàng họ vẫn yêu cầu refund và eBay vẫn đứng về phía họ yêu cầu mình phải refund cho họ, mặc dù là trước đó là mình đã set luật là không refund rồi, người ta biết không refund rồi, nhưng mà khi mà người ta nhận hàng người ta vẫn muốn refund và eBay vẫn đứng về phía khách hàng. Thì cái đó là cái luật của cái platform. Ví dụ như các bạn khi mà các bạn bán hàng trên Shopee, các bạn bán hàng trên Lazada, trên Tiki, thì các bạn cũng phải chơi theo cái luật của cái nền tảng đó. Thì lúc đó khi mà mình kinh doanh theo kiểu mà mua thấp bán cao như vậy á, thì mình nhận ra những cái hạn chế đó. Thì lúc đó mình nghĩ phải chi á, mà mình có một cái cách nào đó để mà mình liên lạc trực tiếp với khách hàng, mình kêu người ta là đừng mua trên eBay, đừng mua trên Amazon nữa, mà qua cái website của mình mà mua nè. Thì nếu mà người ta qua cái trang web của mình, hoặc là khi mà người ta DM mình trên Facebook, trên Instagram, thì đó là khách của mình, mình kiểm soát được, mình chơi theo luật của mình được. Nhưng mà đâu được, các bạn đâu có email của khách hàng, các bạn đâu có cái thông tin của khách hàng, các bạn không liên lạc được với khách hàng. Amazon và eBay là những người kiểm soát cái khách hàng đó, cũng giống như việc là nếu các bạn bán hàng trên Shopee, trên Lazada này kia, thì những cái nền tảng đó là người kiểm soát khách hàng chứ không phải là bạn. Đó là khách hàng của cái platform, của cái nền tảng chứ không phải là khách hàng của bạn. Tức là chúng ta không có cái mối quan hệ trực tiếp với lại khách hàng. Lúc đó mình nghĩ là phải chi mà mình có một cái giống như là fanpage, có một cái trang có nhiều người follow, có một cái email list khách hàng của mình, thì lúc đó mình có thể liên lạc trực tiếp với những người khách hàng đó. Lúc đó mình có thể bán trực tiếp cho họ, mình không cần phải trả commission và mình không bị phụ thuộc vào những cái nền tảng. Phải chi mà mình có một cái brand, một cái thương hiệu để cho người ta kiếm tới mình. Mình vừa liên lạc trực tiếp được với khách hàng, mà với cái thương hiệu đó thì khi mà mình ép cái thương hiệu đó lên những cái sản phẩm, cùng một cái dạng sản phẩm, mình có thể bán được với giá cao hơn nữa. Cho nên là mình mới tập trung, mình chuyển qua là mình xây dựng kênh, mình làm thương hiệu. Cái lý do chính của cái việc làm thương hiệu là để bạn kiểm soát được là bao nhiêu người họ sẽ thấy bạn, bao nhiêu người mà bạn có thể liên lạc được trực tiếp với họ, để từ đó bạn có thể kiểm soát được là bao nhiêu người họ sẽ mua hàng của bạn. Cho nên là sau đó là mình tập trung vô chuyện là làm nội dung, là để mà xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên như các bạn thấy thì mình không tập trung vào làm thương hiệu cho cái shop, cho cái brand đó, mà mình tập trung vào làm thương hiệu cá nhân, giống như cái YouTube này nè. Lý do tại sao thì có 3 lý do. Thứ nhất là tại vì làm thương hiệu cá nhân nó dễ hơn. Cái cuộc sống của bạn, những cái gì diễn ra hàng ngày, những gì bạn biết, đó là cái chất liệu để mà làm nội dung rồi, rất là dễ bắt đầu. Và cái này rất là quan trọng, đặc biệt là dành cho những bạn nào mà mới bắt đầu chọn là những cái gì nó dễ thôi để tạo thói quen. Cái thứ hai là mình nhận ra là thương hiệu cá nhân vẫn có thể dùng để mà kinh doanh, để mà xây dựng một cái đế chế khổng lồ được, chứ không chỉ đơn giản là đi quảng cáo cho người khác. Ví dụ cái thời điểm mà mình bắt đầu kinh doanh là cái thời điểm mà Kylie Jenner, bạn đó mở ra cái Kylie Cosmetics. Các bạn thấy Kylie Jenner không phải là một người mà gọi là thiên về business, nhưng mà tại vì cái personal brand của bạn đó có cả 100 triệu người follower trên Instagram, instantly, ngay lập tức một cái công ty vừa mới mở ra là trong khoảng thời gian rất là ngắn luôn là cái công ty đó trở thành là billion dollar company, tức là công ty tỷ đô. Và Kylie trở thành một trong những nữ tỷ phú trẻ nhất ở Mỹ. Tức là cái personal brand đó ngay lập tức nó chuyển cái sức mạnh đó qua một cái business, và nó làm cho cái business đó rất là giá trị trong một thời gian rất là ngắn. Ngoài Kylie Jenner ra thì nếu mà bạn để ý là có The Rock nè, với lại ổng có Terramana Tequila, công ty bán rượu. The Rock là đô vật Mỹ, là diễn viên mà. Nhưng mà tại vì ổng có một cái thương hiệu cá nhân rất là lớn, cho nên ngay lập tức khi mà ổng thành lập cái công ty đó ra là công ty đó mới vài năm thôi là bây giờ đã trị giá tỷ đô rồi. Thì những người này họ không phải là những người thiên về kinh doanh, nhưng mà nhờ vào việc là họ có một cái thương hiệu cá nhân, và những cái thương hiệu cá nhân đó giúp cho họ có cái gọi là billion dollar status.
tức là ngay lập tức trở thành tỷ phú khi mà họ thành lập công ty luôn, gần như là ngay khi mà họ thành lập công ty luôn. Và cái personal brand đó họ có thể dùng đi dùng lại cho những cái brand khác nhau. Ví dụ như là họ thành lập công ty này xong họ kêu là tao mới làm cái này nè, cái này tốt lắm mọi người check đi, xong rồi ổng mở thêm công ty khác, cái này cũng ok lắm nè mọi người check đi. Và những cái công ty đó không phụ thuộc vào họ, nó vẫn làm ra tiền. Và mình cũng muốn có cái sức mạnh đó, đó là lý do vì sao mà mình làm YouTube nè. Cho nên là thời điểm đó mình nhận ra cái chuyện đó, cho nên là mình bắt đầu làm personal brand. Và khi mà mình bắt đầu làm á thì mình không làm YouTube đầu tiên mà mình làm TikTok, tại vì mình biết là TikTok nó phát triển nhanh hơn, thậm chí là tới bây giờ TikTok vẫn phát triển nhanh hơn. Nhưng mà mình không muốn bị lệ thuộc vào mỗi cái TikTok đó, tại vì lỡ nó bóp view của mình thì sao. Cho nên sau đó là mình mở rộng ra YouTube, rồi hiện tại thì mình đang mở rộng ra trên Facebook và Instagram nữa. Để chi? Để cho cái thu nhập của mình nó không bị phụ thuộc vào bất cứ một cái nền tảng cụ thể nào hết. Ví dụ như nếu mà TikTok nó bóp view của mình thì mình vẫn còn YouTube, vẫn còn Facebook, Instagram, hoặc là YouTube nó bóp thì còn TikTok, còn mấy cái khác. Và cái thứ ba, cái này mình nghĩ là sẽ relate, sẽ dính dáng tới nhiều bạn nè, đó là phòng trường hợp mà mình bị kinh doanh thua lỗ thì cái thương hiệu cá nhân này nó sẽ là cái phao cứu sinh của mình. Cũng giống như là đối với các bạn á, thì khi mà các bạn có một công việc các bạn đi làm và nếu mà xui xẻo các bạn bị cho thôi việc thì cái thương hiệu cá nhân đó nó là cái phao cứu sinh của bạn. Ví dụ đi, nếu mà hiện tại mình đang đi làm đi và ngày mai sếp mình cho mình nghỉ thì ngay lập tức ngay buổi chiều hôm đó mình sẽ đi về nhà và mình sẽ làm một cái video là kiểu như bán áo thun đen Huy Đào gắn logo lên đây, chốt đơn không ít thì nhiều thì cũng sẽ có người mua. Tức là với cái thương hiệu cá nhân đó, khi mà bạn muốn bạn ngay lập tức có được một cái nguồn doanh thu khác, hoặc thậm chí là mình có thể dùng cái thương hiệu cá nhân của mình để mà tìm việc luôn. Mình chỉ cần post lên đây là kiểu như má bị đuổi rồi, có ai có việc nào cho làm với, thì chắc chắn là có những người họ đã coi nội dung của mình, họ theo dõi mình từ lâu thì họ tin mình, thì họ sẽ nhận mình hoặc là họ giới thiệu một công việc nào đó phù hợp cho mình. Mình có một người bạn đã từng trải qua chuyện này rồi các bạn. Mình gặp bạn đó xong rồi bạn nó kể mình, trời ơi công ty này tốt lắm, em là rất là yêu thích công ty này, rồi trời em tâm huyết rồi, em cống hiến rồi, người ta giúp đỡ em này kia. Được 1 tháng 2 tháng sau cái công ty chèn ép quá nghỉ, cái vừa mới nghỉ cái xong làm một cái video post lên, mà tại vì bạn đó có một cái thương hiệu cá nhân rồi, bạn đó post lên một phát một là có người PM offer công việc liền. It's real and it's working. Cho nên là cái chuyện làm thương hiệu cá nhân đó là cái cách mà mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc để mà tạo ra cái độ an toàn trong cuộc sống của bạn. Và mình muốn nói với bạn là nếu mà bạn không biết bắt đầu từ đâu, bạn không biết cần phải làm cái gì, thì ngay bây giờ cứ làm nội dung để mà xây dựng thương hiệu cá nhân đi, chắc là bạn sẽ không hối hận đâu. Không thể nào mà 2-3 năm nữa bạn nhìn lại bạn kêu là tao ước gì là cái tầm ảnh hưởng của tao nó nhỏ hơn, đúng không? Và khi mà các bạn kinh doanh hay các bạn đi làm mà xui rủi các bạn cái nguồn thu nhập đó nó không còn nữa, thì các bạn luôn luôn có thể sử dụng cái thương hiệu cá nhân này để mà hỗ trợ cho cuộc sống của bạn. Đừng để cho một cá nhân nào đó, một tổ chức nào đó mà họ có thể gần như kiểm soát 100% thu nhập của bạn. Cái đó nếu mà bạn suy nghĩ kỹ chắc chắn là một cảm giác không an toàn chút nào. Cho nên mình nghĩ nếu mà các bạn muốn có tự do trong cuộc sống, hoặc là ít nhất bạn muốn có cái cảm giác an tâm về tài chính của bạn, thì cầm điện thoại lên làm nội dung và xây dựng một thương hiệu cá nhân đi. Vài năm, vài tháng nữa thôi là bạn sẽ nhìn lại và tự cảm ơn bản thân bạn là bạn đã bắt đầu ngay bây giờ. Làm liền đi nha. Và nhớ share video này để thằng bạn thân của bạn làm chung với bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.